Thực tế bây giờ tôi hỏi quý vị nha, một cái em chỉ là ca sĩ thôi mà dám cống hiến 400 tỷ, nó nói rằng tôi gian xin nó có 200, nó cho tới 400, thì chẳng lẽ giờ em nó như vậy, nó có nó cho 400 mà mình không dám cho 5.000? Quý vị, 5.000 có bao nhiêu hecta đất đâu, phải không quý vị? Mà chết xuống á, mình đi thôi thiêu mẹ rồi, cũng không cần hai, không cần chôn, cũng đâu cần đất đâu, phải không quý vị? Sống mấy chục năm nữa, thậm chí là không biết chết lúc nào cũng đi thiêu, không cần tới mét đất để chôn nữa, giữ làm cái gì, không phải? Đây là cái cơ hội không, mình sống mình đi làm cực khổ, khi đất nước cần tất cả những cái gì có thể mình dâng hiến hết. Bởi vì sao? Mình không có ai, mình sống với ai, phải không? Đất nước mình đã nghèo rồi, mình nỗ lực mình vượt lên mọi thứ, mình là những người kiến quốc thật sự, mình muốn cống hiến thật sự, bây giờ tự nhiên bây giờ có cái cơ hội để cho mình hy sinh, trời ơi còn gì đẹp hơn nữa. Có thể bây giờ tôi già, tôi không đẹp nhan sắc, nhưng mà trong lòng quý vị tôi quá đẹp, phải không quý vị? Dám hy sinh cái tài sản của mình đi cho chính phủ để giúp dân trong lúc hoạn nạn, trong lúc khó khăn, ai dám chơi quý vị? Ai dám chơi quý vị? Mình không có nợ mà mình có tài sản thật, mà nợ mình không đáng kể vì mình đang xây dựng nhà máy găng tay, cho thật làm thật đó. Cho nên á, hôm nay tôi rất là vui khi mà tôi nghe Vi Oanh có lòng với tất cả đồng bào dân tộc vậy á. Và đặc biệt chúng ta không thể bỏ qua Lê Thiện nha quý vị, vì Vi Oanh không thể nói rằng là chỉ có một mình muốn phát ngôn sao phát ngôn nha quý vị. Và bản thân tôi phát ngôn chưa bao giờ mà không có trách nhiệm của anh Dũng nha quý vị. Đã là vợ chồng rồi thì không có chối bỏ chuyện đó. Cho nên đó là hôm nay chúng ta phải truy cùng đuổi tận 400 tỷ của Vi Oanh và Lê Thiện để lấy 5.000 tỷ từ bà Hằng, cộng lại là 5.400 tỷ. Mua được nhiều vaccine lắm, cứu được nhiều người lắm. Và cái quỹ mổ tim á, 30 năm sau, tới từ 10, thêm 10 năm nữa, con tôi nó tiếp tục thì cũng là quá đẹp rồi, phải không quý vị? Cha mẹ nó biết sống, mẹ nó là một người là rất là chịu chơi, mà chơi vào những lúc mà đất nước cần, thế là mới nét nha quý vị. Chơi cái này mới nét nha quý vị. Bởi vì tôi nói tất cả những gì tôi đam mê á, chỉ là cái sở thích của tôi thôi, nhưng khi đất nước cần tôi cho hết, tôi dâng hiến hết, tôi không tiếc cái gì hết. Bởi vì sao? Cái đất nước này là của chúng ta, phải không? Rất là cần. Bây giờ chúng ta ích kỷ, chúng ta có, chúng ta ôm khư khư, chúng ta giữ để làm cái gì? Sống với ai? Mình phải sống quân tử. Mình đã hết lòng vì dân, vì nước, thì đây là cái cơ hội lớn nhất. Cho nên đó, quý vị phải nhớ nha, ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 7 âm lịch năm 2021, vào lúc 7 giờ 35 phút tôi kết thúc cái câu chuyện này. Và tất cả cộng đồng mạng trong và ngoài nước phải ghi nhớ những gì Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, CEO của công ty cổ phần Đại Nam, là một công dân yêu nước yêu dân, sẵn sàng bỏ 5.000 tỷ ra cùng với Vi Oanh, phải bỏ 400 tỷ ra, tôi bỏ 5.000 tỷ ra hiến tặng cho đất nước. Đây là một điều hạnh phúc, đây là một cái đòn bẩy mà Vi Oanh với Lê Thiện không thể nào mở miệng nói không nha chưa. Nếu nói không thì chúng ta xóa sổ nó và không thể để cho nó, nghĩa là nổ tung ở trên cái mạng. Mạng á là ảo nha, nhưng mà công an là thật nha, danh dự là thật nha, lời nói là phải có giá trị thật nha, không có để giỡn chơi nha. Vi Oanh ơi, nhớ nha em. Em thấy chị chơi đẹp không? Gọi mới gọi là đàn chị chứ, đúng không? Chơi mà không giống chơi với chị sao gọi là chị được. Em chọc lộn chỗ rồi. Chị á, cái máu của chị á là máu anh hùng, mà đôi khi cũng phải khùng khùng điên điên mới trị được những đứa như vợ chồng em. Nhưng mà chị hy vọng rằng á, là sau cái buổi live stream này á, là mọi người làm ơn truy cùng đuổi tận vợ chồng Lê Thiện và Vi Oanh, phải bỏ 400 tỷ này vô thì 5.000 tỷ nó mới có giá trị nha quý vị. Nếu chúng ta bỏ qua cho vợ chồng Vi Oanh và Lê Thiện thì không có 5.000 tỷ này, tiếc lắm. Tiếc lắm nha quý vị. Coi như là Vi Oanh là cái ngòi để nổ ra một cái số tiền cực kỳ lớn cho chính phủ nha quý vị.
Quý vị phải nhớ một cái điều này nha, nếu không có 400 tỷ này sẽ không có 5.000 tỷ tiếp theo. Cho nên kiểu gì Vy Oanh và Lê Thiện cũng phải bỏ ra 400 tỷ này. Không thể là nói giỡn, nói chơi. Không thể nào đùa được, Lập Di bằng luôn cả tất cả các tài khoản, tài sản của Lê Thiện và Vy Oanh để xem nó là bao nhiêu. Nếu đúng 400 tỷ, tôi không đủ 5.000 tỷ, tôi không phải là bà Nguyễn Phương Hằng và tôi suốt đời tôi nhục. Vì sao quý vị biết không? Tài sản tôi nó sờ sờ đó, đó ai cũng thấy. Những gì tôi nói nó quá thật, không có gì để mơ hồ, để tưởng tượng hết. Không, tài sản của tôi, tên của tôi, nha quý vị, tên cá nhân tôi nha quý vị. Chưa nói tới công ty nha, tôi cũng đã có hơn cái đó để cho rồi. Đừng nói tới công ty. Khi cái lòng kiêu hãnh của tôi bị xúc phạm rồi á, tôi chơi tất tay luôn. Và cái bổn phận còn lại á, là của quý vị nha, là của cộng đồng mạng, không phải của tôi nha. Nếu như quý vị không truy cùng đuổi tận 400 tỷ của vợ chồng Vy Oanh thì đừng trách tại sao tôi không bỏ đồng nào. Chơi vậy đi nó mới nét, chơi như vậy đi nó mới đúng cái cuộc chơi, thấy không? Để cho Vy Oanh trưởng và Lê Thiện trưởng thành, quý vị phải có bổn phận giúp chính phủ thu 400 tỷ từ Vy Oanh và Lê Thiện, thì thu thêm tôi 5.000 tỷ nữa. Tôi lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại nha quý vị, tất cả cộng đồng mạng trong và ngoài nước phải thu của Vy Oanh và Lê Thiện 400 tỷ đó, thì tôi sẽ bỏ ra 5.000 tỷ danh dự. Vì tài sản của tôi nó hiện hữu, và chưa tính là tôi có 41% cổ đông trong công ty, chưa tính những cái khu tôi có thật. Và tôi cảm ơn Vy Oanh cho tôi được một lần thể hiện sự yêu nước, yêu dân, là một sự hy sinh của tôi đối với đồng bào dân tộc là có thật. Sống chính nghĩa, chơi chính nghĩa, nói thiệt, làm thiệt là bằng những cái có thật cho quý vị. Không có bằng nước bọt, tôi không có nổ, tôi không có xạo. Và đặc biệt rằng tôi nói bằng cả sự yêu thương, chứ tôi không có nói kháy, nói khích. Chính Vy Oanh nói rằng xin có 200 cho luôn 400. Cho chẳng lẽ tôi xin có 200 cho luôn 400 mà tôi không dám bỏ ra 5.000. Bây giờ tôi nói cá nhân tôi không nói tới công ty anh Dũng. Bản thân tôi sẽ chịu trách nhiệm 5.000 tỷ đó, được không quý vị? Được không? Dư sức quý vị ơi. Cho em uống miếng nước nha quý vị. Quý vị thấy em đẹp không? Tâm hồn của em đẹp. Tôi đã từng nói rằng tôi dám cho người khác đồng tiền cuối cùng nếu như họ cần hơn tôi. Bởi vì tôi sinh ra tôi có gì đâu. Tới ngày hôm nay tôi có quá nhiều. Nhờ đất nước này, nhờ cái cuộc sống này mà tôi có ngày hôm nay. Thì khi đất nước cần thì tôi có gì đâu để tiếc. Đúng không? Đây là cái đồng bẫy. Đây là thước đo giá trị nhân cách của mỗi người. Và đây là một cái thước đo cái tình yêu thương của người Việt Nam đối với dân tộc mình vào những lúc mà cả nước đang kêu gọi tiền để đi chống Covid, để mua vaccine chống Covid. Trời ơi tôi vui lắm quý vị ơi, tôi hân hạnh vô cùng. Chẳng lẽ tôi bưng cái tôi đưa thì nó ở bà này muốn chơi nổi, muốn bia, muốn làm chọi, cho cũng chửi, không cho cũng chửi, phải không quý vị? Đây là cái cơ hội nè, cùng cho. À vui không? Bây giờ tôi nói nha, tất cả các câu chuyện còn lại là của quý vị nha, không phải của tôi. Khi nào mà quý vị nói rằng Vy Oanh nó có đủ 400 tỷ rồi mà tôi không làm những gì tôi nói á, quý vị muốn xử tôi làm sao cũng được hết. Nhưng không bao giờ tôi để cho quý vị thất vọng tôi đâu. Bởi vì sao? Tôi đã làm từ thiện 7-8 năm nay rồi, toàn bộ lợi nhuận vợ chồng tôi nguyện hy sinh hết rồi. Và thậm chí là chúng tôi từng tuyên bố rằng là bán tài sản của mình để giúp đỡ cho chính phủ lúc cần mà. Chúng tôi tự nguyện đã nói chuyện đó ra rồi. Thì đây là cái cơ hội mà một cái đứa mà nó như vậy mà nó dám cho 400 tỷ, mà chẳng lẽ mặt mũi vợ chồng tôi không dám cho 5.000 tỷ, phải không quý vị? Thật là hạnh phúc. Quý vị nhớ nha, tôi thật là hạnh phúc. Tôi thật là hạnh phúc khi mà có một cái đòn bẩy, nó bẩy đúng điểm mơ ước của tôi. Cống hiến là hạnh phúc, cho đi là hạnh phúc. Mà nhất là cho ai? Cho đồng bào dân tộc mình vào những lúc rất cần. Đây mới là một nghĩa cử, đây là một tình yêu thương không chứng minh bằng lời nói mà bằng trong thực tiễn.
không có nói bằng nước bọt, không nổ, không xạo, mà cho bằng vật chất có thật. Và tôi tính cái giá đất bằng cái giá trị đất từ trong nhà nước tính ra, tôi không cần tính giá thị trường luôn. Đẹp không quý vị? Chơi quá đẹp đúng không? Chơi rất là nét luôn, phải quý vị? Phải không quý vị? Chơi như vậy mới gọi là chơi, chơi vậy mới gọi là đàn chị, mà chơi vậy mới gọi là chị Hằng. Không thổ hẹn. Đặc biệt với cha tôi, là một người cha tôi yêu kính. Ba tôi thường nói với tôi, sống ở trên đời này cứu được một mạng người, ba tôi là bác sĩ mà. Ba tôi ngày xưa là bác sĩ mà quý vị. Là một bác sĩ rất giỏi, rất là nổi tiếng luôn. Cứu được một mạng người là hạnh phúc rồi. Mà tôi đã có 7 năm để thực hiện cái quỹ mổ tim rồi, mà bây giờ được một cái cơ hội để mà đóng góp với nhà nước, để mà mua vaccine, để cứu dân tộc mình, người Việt Nam mình, thì còn gì hạnh phúc hơn nữa. Chính anh Dũng nói với tôi rằng khi đất nước cần